chị Minh Dung nha. Vâng à, hát trên sân khấu mệt như thế nào? Nhưng mà nghe được những tiếng hò hét của tất cả khán giả thân yêu thì phải nói là không biết mệt luôn. Bây giờ cũng hỏi khán giả nè, các bạn còn khỏe không? Nhỏ quá còn khỏe không? Bây giờ hát đến mấy giờ? Mấy giờ? Mấy giờ? Ủa tôi cháu bộ hả? Trời ơi, chú hát mấy giờ mà lên đây lên đây chờ tới sáng luôn đi. Làm gì em cháu bộ vậy? Ok, giờ hát bài gì nữa? Còn bài gì nữa? Nhớ kẻ phụ tình, mẹ ơi con nhớ nhà. À, ở đây có những cô chú lớn tuổi đây nè. Đó, hôm nay Lâm Kính Khang xin gửi tặng đến những cô chú lớn tuổi. Nhạc của Lâm Kính Khang phải nói là phải đa dạng lắm. Nha, con nít 2-3 tuổi nghe cũng được nha. Người lớn, người trung niên nghe cũng được. Và quan trọng là những cô chú lớn tuổi cũng nghe cũng được. Những cô chú lớn tuổi thường yêu mến Lâm Kính Khang qua nhân vật Út Hờ. Và một bài hát nữa Lâm Kính Khang xin dành tặng đến tất cả khán giả thân yêu ở đây là dành tặng cho những cô chú lớn tuổi đây. Còn bài hát được mang tên Mẹ ơi con nhớ nhà. Một số tên lớn luôn đó là. Bài hát này có ai những song ca với Lâm Kính Khang không? Rồi, mời em, lên đây. Chúc mừng cái video. Các cái video. Chúc mừng một cái video. Em hát trước hay anh hát? Từ nơi quê nghèo tôi lưu lạc đến đất hương. Lưng cánh tha hương bao mộng mơ vui xuân ngời. Cây đắng buồn vui em trải qua đến kiếp đời. Lòng vẫn mỉm cười nỗi mơ thương ngày mai. Ở nơi quê nhà tôi chào mừng lắm đã. Trong ngóng đầu lâu mong chờ tin của con về. Oh,
chưa ạ? Chưa ạ? Có một chàng thất tay được chưa? Nghe bây giờ chia tay được chưa ạ? Nhậu có chia tay được chưa? Chia tay được chưa? Ok. Và bây giờ một bài hát để làm tiếng Anh.